Chào các bác nông dân, hôm nay em muốn giới thiệu một sản phẩm mới cực kỳ hiệu quả để diệt trừ rẫy nâu và sâu đực quả, đó là Landro 500 AC. Nhờ công nghệ hiện đại, Landro 500 AC sẽ là giải pháp tuyệt vời giúp bảo vệ mùa màng của các bác. Landro 500 AC hay còn gọi là New Pheno 500 được thiết kế đặc biệt để diệt rẫy nâu và sâu đực quả. Vậy là các bác khỏi phải lo lắng về mấy con sâu bệnh này nữa nhé. Chỉ cần dùng một lần thôi là thấy hiệu quả ngay. Sản phẩm này không những hiệu quả mà còn rất dễ sử dụng. Các bác chỉ cần pha loãng Landro 500 AC với nước theo hướng dẫn, sau đó phun đều lên cây vào sáng sớm hoặc chiều tối, nhờ chọn lúc không có gió to để đạt hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt, sản phẩm này an toàn cho người dùng và môi trường xung quanh. Hơn nữa, Landro 500 AC còn giúp bảo vệ cây trồng lên đến 14 ngày liền. Nhờ vậy, các bác sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức chăm sóc cây. Không những thế, sản phẩm còn giúp cây phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao và chất lượng nông sản tốt hơn. Nếu các bác đang tìm một giải pháp hiệu quả để diệt rẫy nâu và sâu đực quả, hãy thử ngay Landro 500 AC New Pheno 500. Em tin rằng các bác sẽ hài lòng với sản phẩm này. Để biết thêm thông tin, các bác có thể vào trang web darpland.vn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác một mùa bội thu. Đừng quên like và đăng ký kênh của em để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.